Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Trung Quốc, ngày 9 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh hợp tác quân sự đóng vai trò quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương. Mỹ và Trung Quốc cần phát triển mối quan hệ hợp tác quân sự kiểu mới trong khuôn khổ chiến lược về xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới. Nhắc lại nguyên tắc không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi hai nước thúc đẩy quan hệ hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực, nỗ lực thu hẹp bất đồng về một số vấn đề nhằm đưa quan hệ hai nước đi đúng hướng. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã gửi lời chào của Tổng thống Barack Obama tới Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo Bộ trưởng Hagel, chuyến thăm Trung Quốc lần này nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quân sự kiểu mới được Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng. Quan hệ Trung-Mỹ là cần thiết cho sự phát triển của thế giới trong thế kỷ thứ 21. Ông Chuck Hagel cho biết sẵn sàng tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin giữa hai nước nhằm đưa quan hệ song phương và quan hệ hợp tác quân sự lên tầm cao mới. Cùng ngày, người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng đã có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì. Chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Hagel diễn ra từ ngày 7 tới ngày 10 tháng 4. Trước khi tới Bắc Kinh, ông Hagel đã tới Thành Đô để hội đàm với giới chức quân sự Trung Quốc và thăm tàu sân bay Liêu Ninh. Sau Trung Quốc, ông Hagel sẽ đi thăm Mông Cổ trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama công du châu Á vào cuối tháng này. Đây được coi là những động thái nhằm tái khẳng định chiến lược xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền Mỹ.